đêm nay là đêm cuối, còn riêng tôi với em, còn gì em muốn tỏ. Ok nhá, xin chào tất cả các bác. Và trước mặt các bác đang là một bộ âm thanh. Ngày mai sẽ về với cả thành phố Bắc Giang. Thì hiện tại bộ này là 13.600.000. Thì tiện đây em cũng quay clip và cho các bác để cùng tham khảo các bác nhá. Thì bộ này đặc điểm của nó là sử dụng vang số. Thì nó sẽ hát thì các bác chắc chắn là sẽ hay hơn những chiếc vang cơ thông thường các bác nhá. Thì em cũng lưu ý các bác ở gần thì các bác sẽ sử dụng những chiếc vang số cho em, còn ở xa thì các bác mua những chiếc vang cơ. Tất nhiên là vang số thì là em sẽ setup cho các bác ở 3 chế độ hát rồi, và các bác chỉ việc cho to nhỏ âm lượng thôi. Nhưng mà các bác nào cảm thấy khó sử dụng quá thì là em sẽ đổi cho các bác thành những chiếc vang cơ. Ở trong vòng 1 tuần đầu các bác có thể đổi lại cho em và không hề mất phí gì các bác nhé. Bộ này là 13.600.000 đồng. Em chỉ lưu ý cho các bác là sử dụng vang số và một đôi loa JBL 6120MK2 phiên bản hàng loại 1 ở đây. Ở trên thị trường thì chắc chỉ có mình em thì là có cái bát này để bán cho các bác được các bác nhé. Bát JB chuẩn màng gân sóng 3 lớp này. Đấy, và đặc biệt của JB là màng giấy ở đây các bác nhé. Màng giấy ở đây. Đấy. Và gân vải tẩm dầu 3 lớp. Và củ tép của nó đây. Tép là cốc nhôm các bác nhé. Nói chung là rất là chắc chắn. Thì khi các bác mua hàng thì các bác những chiếc loa thì các bác yêu cầu xem nội thất giật ga. Để nhưng mà thực sự là nhiều khi là nó hàng nó có mấy loại cơ, nó không chỉ có riêng một loại. Nhưng mà các bác để ý ở trên ấy thì là nhìn đến các cái đường, cái côn từ và cái bích thép ở đây nhìn nó khôn quá nhá, nhìn nó khôn. Còn mấy cái tem này thì là cũng rất là đơn giản thôi, giờ nó in ra photo nó in là được ngay. Nhưng mà các bác để ý những cái đường keo, đường chỉ nó cắt, nó phải sắc nét. Ok, còn đôi loại này đang là 5.900.000 các bác nhá. Ở nhiều bên khác thì bán là 4.500.000, nhưng mà nội thất giật can với cả chất lượng gia công thì nó sẽ không được bằng. Đấy, em cũng có hàng đấy thì các bác mua hàng thì vẫn có, nhưng mà em không thích lắm. Hàng này thì này bảo hành cho các bác 10 năm thì vẫn ok, nhưng mà hàng kia thì đánh 1-2 năm nó sẽ bị rão côn các bác nhá. Rão côn và giống như hàng bãi, đánh lâu nó rão côn. Thì các bác sử dụng những chiếc hàng như này là các bác yên tâm. Nghe nhạc hay và hát karaoke hay. Đêm nay là đêm cuối rồi, mãi xa mãi xa. Dùng vang số thì các bác có thể hát hay và nghe nhạc hay, và đôi loa nữa chất lượng một chút các bác nhá. Các bác sau này các bác mua các bác không cần phải nâng cấp bất kể một cái thứ gì, bỏ đồng tiền ra nó phải xứng đáng các bác nhá. Ok, và bây giờ em sẽ mở một đoạn mic để cho các bác test. Đôi loa này nó cái tiếng bát của nó rất là sâu. Cái lỗ thông hơi của nó ở phía đằng sau này các bác nhá. Khi các bác để gần tường nó sẽ được cộng được 2-3 decibel nữa. Nghe nó sẽ rất là to và hay. Bốc, và bây giờ em sẽ mở cho các bác một đoạn nhạc gọi là thiên về lời. Đôi loa này nó thể hiện rất là tốt các bác nhá. Cho các bác nghe tất cả các loại nhạc để cho các bác quyết định xuống tiền của các bác chuẩn xác nhất. 13.600.000. Mời các bác cùng tham khảo. Mai em sẽ đi setup một này cho các bác đây. Thấy tiếng nòi rất là sáng đúng không ạ? Những đôi loa nằm đấy, đôi loa nằm là cái nòi của nó không hề có tí nào đâu, nó cứ ùn thôi. Nhưng cái loa này nó thể hiện cái dải lời của nó rất là sáng. Ok, và bây giờ em sẽ thử tiếng mic cho các bác nhé.
Nên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế các bác, ví dụ vâng số thì các bác có thể điều chỉnh cái kênh mic ở đây cho to lên một chút các bác nhé. To đến tầm ví dụ nó hơi zip thì các bác lại giảm nó đi một chút. Bởi vì không thể nào mà cắt hú zip mà hoàn toàn mà lại hay được. Nên thì các bác cứ để vừa phải, setup cho các bác nghe vừa hay vừa hát hay. Để cách xa 2 mét các bác nhé. Mic để cách xa loa 2 mét nên em hướng dẫn thôi, chứ không phải kể cả các bác muốn em cắt hú hoàn toàn em vẫn cắt được, nhưng mà nó sẽ mất hay của bộ âm thanh đi. Ok. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại đang ở chế độ Echo Reverb. Chế độ này các bác hát giọng phải khỏe thì các bác hát sẽ tốt. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên, lên. Các bác có thể nghe thấy tiếng mic của nó rất là trong so với giọng thật của em. Giọng vào tiếng loa nghe nó hay hơn hẳn, trầm cổ nghe rất là sướng. Ok, và bây giờ em cũng đã test rất là kỹ bộ này rồi. 13 triệu 600 nghìn đồng thôi nhá. Các bác nào mua hàng vui lòng liên hệ đến số em ghi ở trên tiêu đề của video. Và bộ này là chưa bao gồm cước phí vận chuyển thôi nhá. Các bác ở gần thì này em lấy ít tiền xăng thôi. Ok, vận chuyển xa thì là cũng xin các bác một vài trăm nghìn thôi, vừa bán vừa khuyến mại cho các bác. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhé.